hỏi: làm thế nào để kiềm giữ tâm mình, nhất là người tại gia khi sống trong cảnh lục trần, sống trong xã hội mà có nhiều sự cám dỗ? Vậy chúng con nên tu trì pháp môn nào mới chánh đáng? Đáp: pháp môn này là muốn cho quý vị tự mình phải có chí khí, phải có sự cứng rắn, và tự nói là sẽ không bị ngoại cảnh cám dỗ, dù cho có chuyện gì tới cũng không động tâm. Là vậy thôi, chứ không có pháp môn gì cả. Không có một bài chú nào có thể khiến quý vị đừng bị ngoại cảnh lôi cuốn, cũng không có một bộ kinh nào có thể kiềm chế được tâm dưỡng ý mã của quý vị. Cho nên cũng vẫn là tự mình phải ra công phu và tự mình phải lập ý chí. Vạn pháp đều do tâm tạo. Bởi thế, nếu trong tâm quý vị không muốn bị ngoại cảnh lay chuyển thì cũng không ai lay động quý vị được. Hỏi: một, niệm Phật có cần phải xuất gia hay không? Hai, đoạn dục trừ ái là loại dục nào và trừ loại ái nào? Có phải là đoạn tình ái vợ chồng hay đoạn tình cha mẹ, bạn bè? Xin sư phụ khai thị cho. Ba, tình cảm lúc ban đầu giữa nam và nữ rất tốt, nhưng về sau thì một bên lại đổi dạ. Vậy có đáng tìm người ấy trở lại hay không? Nếu như người này thật lòng muốn thử để người kia quay về, như vậy có được không? Vậy phải theo đuổi như thế nào để người kia trở lại? Đáp: một, tại sao niệm Phật cần phải xuất gia? Nếu niệm Phật thì phải xuất gia, vậy xuất gia rồi sẽ niệm cái gì? Hai, tôi không biết say tàu hũ đi vòng vòng. Ba, đối với chuyện đó thì tôi không phải là chuyên môn, cho nên tôi không có cách gì để chỉ bảo cho quý vị. Hỏi: trong lúc ngồi thiền, trong tâm con nên quán tưởng cái gì? Đáp: không có chỗ nào nhất định cả. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức nên không chỗ trụ mà sanh tâm. Nếu phải có một chỗ, tức là trụ ở chỗ đó rồi. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là ở ngay chỗ đó mà dùng công phu. Hỏi: mỗi khi nước Mỹ tham dự vào cuộc chiến thì đều có phe phản chiến biểu tình. Xin hỏi Hòa Thượng, Ngài có lối nhìn như thế nào về phe phản chiến này? Đáp: phản chiến tức là có một trận chiến khác lại nổi lên. Những người lính chiến đấu này đều là những người đã phản chiến trong thời quá khứ. Hỏi: sanh, lão, bệnh, tử trong đời này là do sự tích lũy nghiệp chướng của đời trước mà thọ nhận, nhưng đa số lại không biết là do những việc làm xấu của kiếp trước mà thành nghiệp chướng của đời này. Họ cứ nghĩ rằng khi họ bị bệnh là không có nguyên nhân gì. Như vậy có phải là một sự trừng phạt quá nặng nề đối với con người hay không? Đáp: ai bảo chú sinh ra làm người chứ? Hỏi: người ta thường nói do giới mà nhập định và sẽ sanh huệ. Vậy sao Thiền Tông chỉ nói là cùng tu trì định huệ cho đến lúc giác hành viên mãn? Đáp: đấy là tùy tiện, muốn nói sao cũng được. Nếu chú chỉ nói riêng lẻ về giới thôi thì cũng được, hoặc chỉ nói về định, hay chỉ nói về huệ thôi cũng được. Việc này là do tôn chỉ và lý luận của mỗi cá nhân lập ra, chứ không có một tiêu chuẩn gì nhất định cả. Hỏi: trong bài thơ Vũ Trụ Bạch, sư phụ có viết câu: song chưởng đã phá hư không tận, nghĩa là hai tay đánh nát cả hư không. Vậy là nghĩa gì? Đáp: không có ý nghĩa gì cả. Nếu có ý nghĩa thì không đánh nát được hết hư không. Ha ha ha,